Xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho bác một cái mẹo rất là hay nữa. Mẹo này sẽ liên quan đến vấn đề nấu ăn. Thì trên YouTube có rất nhiều các YouTuber chia sẻ về cái vấn đề là làm sao bóc được hành củ hành củ tỏi, đập củ hành củ tỏi làm sao để cho nhanh nhất. Thì nếu mà làm như thông thường các cụ ngày xưa vẫn ấy nhá, thì thường thường các cụ nhặt từng cái nhánh hành như này, xong các cụ bóc này, bóc từng cái nhánh một như này. Đây. Làm này, bóc này nhé, xong rồi mới mang đi rửa, xong mới đập thì rất là lâu nhé. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho các bác một cái mẹo nó nhanh hơn nữa, nó khoa học hơn như này. Thì bây giờ một cái củ hành như này nhé, một cái củ hành to như này, thì các bác để nguyên này nhé. Các bác rửa qua đi, rửa cho nó sạch cái vỏ bên ngoài đi, thấy chưa? Và các bác không bóc tỏi như này, không bóc cái vỏ như này, mà các bác để nguyên cả cái củ như này, các bác đặt xuống thớt, nhá, đặt xuống thớt này. Nhớ như các cụ ấy như tước này nhá, nếu mà các cụ làm cỗ thì rất là lâu, đúng không? Ví dụ làm 100 mâm cỗ thì các cụ ngồi bóc cái vỏ này thì có mà đến sáng mai cũng không xong được. Thì bây giờ các bác chỉ cần tách những cái vỏ như này, xong các bác rửa qua đi nhé. Rửa cho sạch cái đất cát bên ngoài đi. Đấy, xong các bác để 4-5 cái củ này sao cho nó vừa với con dao này. Đấy, các bác làm cái động tác rất là đơn giản thôi. Đấy. À, đập như này nhá, nó vừa không bắn cái ruột bên trong ra, mà nó bảo đảm rất là nhanh nha các bác nhé. Nếu mà làm cỗ 100 mâm thì chỉ trong 2 phút. Các bác nhìn này, đặt ra thớt này. Đấy, thấy chưa? Đấy, thế bây giờ thì các bác nát như này rồi thì các bác nhặt ấy ra thôi. Các bác nhặt cái vỏ ra là được. Đấy. Yeah. Đấy, các bác nhặt vỏ là được. Rất là đơn giản thôi. Đấy. Còn các bác ngồi tách cái kia rất là lâu nhé các bác nhé. Đấy. Bây giờ đập nát thì cái vỏ nó rời hết ra rồi. Đặc biệt là cái này ấy tỏi thì càng nhanh các bác nhá. Đấy. Đấy, đã xong này. Em thử cái tỏi này các bác nhé. Đây. Đây là tỏi này, em thử luôn này cho các bác xem này. Tỏi thì càng nhanh hơn này các bác này, đập này. Đấy, bây giờ cái này bây giờ chỉ nhặt cái vỏ là được đấy nhá. Đấy, rất là nhanh luôn. Cái này cũng hợp vệ sinh mà rất là sạch. Đấy, đấy, vậy là đã xong, rất là đơn giản không? Nếu chúng ta làm nhiều thì rất là nhanh luôn. Đấy, đấy là cái mẹo em chia sẻ như vậy thôi. Rất là hy vọng là sẽ giúp ích cho các bác. Nếu mà các bác thấy hay nhá thì hãy đăng ký kênh cho em. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Đây là video em đã học được. Cảm ơn các bác.